hưởng của luồng front và gió mùa đông bắc, ngày 8 tháng 11, nhiệt độ trên toàn Đài Loan đều giảm thấp. Từ sáng sớm, khu vực Bắc Bộ đã bắt đầu có mưa, cảm giác mưa lạnh đặc biệt rõ rệt so với hôm qua. Cục khí tượng đã phát cảnh báo mưa lớn đối với các khu vực như bờ biển phía Bắc Cơ Long, khu vực từ Miêu Lực trở lên miền Bắc. Đợt rét lần này sẽ kéo dài đến ngày thứ Sáu. Theo phân tích của Cục Khí tượng, đợt không khí lạnh lần này là ẩm ướt trước và lạnh khô sau. Kể từ ngày 9 trở đi, hơi nước sẽ giảm bớt. Ngày thứ Tư và thứ Năm, gió mùa đông bắc tăng cường. Do ảnh hưởng bức xạ làm lạnh vào sáng sớm, nhiệt độ từ khu vực Trung Bộ trở về phía Bắc sẽ giảm còn 14 độ C. Doanh nghiệp bán sản phẩm giữ ấm lại có cơ hội tăng doanh thu. Theo phân tích của chuyên gia khí tượng, mặc dù khu vực Trung Bộ về phía Nam nhiệt độ không giảm nhiều, nhưng vẫn phải chú ý đến sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm. Dự đoán từ ngày thứ Bảy, không khí lạnh sẽ suy yếu, nhiệt độ tại các khu vực sẽ ấm trở lại. Hãng dược Pfizer của Mỹ lại thành công điều chế loại thuốc viên Paxlovid điều trị virus COVID-19. Họ đã cho 1.219 bệnh nhân có triệu chứng cấp độ vừa và nhẹ thử nghiệm loại thuốc mới này. Kết quả cho thấy, sau khi xuất hiện triệu chứng trong vòng 3 ngày phải uống thuốc, sau 28 ngày, chỉ có 0,8% bệnh nhân phải nhập viện điều trị. Tỷ lệ bệnh nặng và tử vong giảm đến 89%. Thuốc viên Paxlovid là loại thuốc ức chế men protease, có tác dụng ngăn chặn một loại enzyme mà virus cần để sao chép, kết hợp với ritonavir liều thấp, có tác dụng ức chế virus, có thể giảm thấp triệu chứng nặng. Hãng Pfizer cho biết sẽ gửi đơn xin cấp giấy ủy quyền sử dụng khẩn cấp đến cơ quan FDA của Mỹ, dự tính cuối năm sẽ chính thức đi vào sản xuất. Tuần trước, Bệnh viện Giảng Miễn thành phố Đài Bắc đã xảy ra vụ lây nhiễm cụm bệnh ghẻ lở. Một bệnh nhân sau khi chuyển viện thì bệnh nhân cùng phòng xuất hiện hiện tượng da bị nổi mẩn đỏ. Phía bệnh viện chứng thực đã khởi động biện pháp khống chế và phòng chống sự lây lan. Hiện nay đã có 2 bệnh nhân xác định lây nhiễm. Hiện nay đã khoanh vùng 57 người, bao gồm nhân viên và bệnh nhân, khử trùng toàn bộ phòng bệnh. Hiện vẫn cho phép người nhà thăm bệnh. Bác sĩ khoa lây cho biết, bệnh ghẻ là do cái ghẻ gây nên, lây nhiễm qua sự tiếp xúc da. Nếu xảy ra cho người bệnh nằm một chỗ, thì rủi ro sẽ cao hơn. Sáng sớm ngày 7 tháng 11, chiến đấu cơ Trung Quốc lại quấy nhiễu không phận phía Tây Nam Đài Loan, đã bị không quân Đài Loan phát thanh xua đuổi. Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố, Trung Quốc điều động chiến đấu cơ 16 lần quấy nhiễu không phận Đài Loan, đạt kỷ lục nhiều nhất trong tháng 11. Một kênh truyền hình của Trung Quốc đưa tin, chiến đấu cơ Sĩnh Giảng 16D đã được đưa vào huấn luyện tác chiến, rất có thể sẽ gia nhập vào hành động quấy nhiễu Đài Loan. Tác chiến điện tử 16D ở phần bụng gắn thêm một khoanh bên trong chứa đựng thiết bị giám sát, làm rối loạn radar và quấy nhiễu thông tin, có thể tác chiến với tất cả các loại chiến đấu cơ khác. Theo học giả, hiện nay Trung Quốc đang phát triển kế hoạch Shooter với ý đồ giành quyền khống chế quyền điện tử trên chiến trường và quyền quản lý liên mạng để tranh giành thông tin. Học giả phân tích, Trung Quốc rất có hệ thống khi điều động các loại tác chiến điện tử ra biển, thu thập tình báo điện tử, đồng thời phát triển năng lực hệ thống tác chiến điện tử. Do đó, hãy nhanh chóng tăng cường năng lực phòng chống điện tử tác chiến của trang thiết bị và cả về chiến thuật, có thể nói là mấu chốt quan trọng trong việc bảo vệ quốc gia.